ông mướn phòng trọ. Rồi ông bệnh già không, vợ ông cũng cho ở đuổi ông ra luôn. Tôi chú kéo cái này lên chú chùm lại chú ngủ luôn hả? Bán cho xe xích lô 500 ngàn nữa. Rồi nắp chiếc xe xích đô để kiếm chén cơm thôi mà bán 500 ngàn. 500 ngàn bác sắc dụng rồi. Đây chiếc xe này đây, chú đang bị bệnh nối ra máu là bán cho chú 500 ngàn. Xe xích lô này là chở ông đi luôn. Là... có tiền là chở đi luôn. Dáng cố gắng hả chú? Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị thân mến nha. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang có mặt ở trên Trần Phú ở phường 4 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh ông bà cô bác. Giá sáng ngày hôm nay thì Phong Nguyễn mới nhận được một thông tin là bà con ở khu vực ở đây là cầu cứu về một cái hoàn cảnh, một ông chú là hiện tại là không có người thân nhưng mà ông đang có giống như là cũng đang tình thế là nguy cấp, ối ra máu rồi đủ thứ hết trơn á, là tính mạng của một con người đang thôi thớp để cầu cứu quý mạnh thường quân. Thì Phong của Nguyễn cũng thu xếp là chạy đến đây để xem tình hình của chú như thế nào, để cập nhật sức khỏe và bên cạnh đó là để đăng tải lên để ông bà cô bác xem có cái hướng nào giúp đỡ cho chú hay không. Thì thôi trước nhất thì Phong Nguyễn cùng với một đứa cháu gửi một cái lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô bác mạnh thường quân, quý khán giả nha. Thì mời ông bà cô bác cùng đón xem nha. Đây hiện tại thì Phong chạy còn khoảng là 2 phút, còn có mấy trăm mét nữa tới ông bà cô bác, thì Phong sẽ quay trực tiếp luôn cho ông bà cô bác xem. Nào, cầm giùm chú đi con. Hôm nay là gần như là không khí thời tiết là đang bão đâu bà cô bác. Cái bữa nay là trời đang bão rất là nhiều. Đừng để da chú nó tưng á, ông bà xem nó bị lắc đó con. Trời quá trời chim bồ câu luôn kìa. Sự là Phong cũng đang rất là lo. Tại vì Phong hỏi sơ là cái chú này là không biết làm sao đó, là người thân là hình như là không có luôn nữa. Mà cuộc sống chủ yếu là đi kiếm tiền là chạy xe ba gác hàng ngày. Nhưng mà bây giờ chú là bệnh nguy kịch rồi. Thì đang ối ra máu tùm lum tùm la hết. Bà con lấy sớm cũng đang rất là khẩn cầu quý mạnh thường quân để giúp đỡ ổng, giống như là cứu một mạng người đó ông bà cô bác. Ở đây là đi là gặp đèn đỏ không đó ông bà cô bác, còn mấy trăm mét nữa tới. Cầm cứng nha Nam, để đây là tình dịch điện thoại rồi dữ lắm à. Để em về chú, để về ra đừng nói chúng về. Giống như là cái nhà của chú không ạ, chứ hiện tại là ở xe ba gác luôn mà không biết là còn đi được không nữa. Rồi, sắp tới rồi đó Nam ơi. Rồi tới cho mọi người chỗ nào rồi đó, khu phố văn hóa. Tới rồi mà không biết chỗ nào. Đấy, để chút điện. Ủa đâu vậy chị? À, thấy chú đang quát quát tay phải không? Quay quay bên kia kìa. Không biết cái đường nào bò quá. Mình không đi, không biết đường, đi lạng lạng thôi công an nó bắt chết luôn á. Ê trời, nãy quên tắt điện thoại nữa. À, nhớ quay nhân vật chính diện nha con. À, chú nào đó
chú đang ngồi đây. À, chào chú ha. Mệt quá lắm, đi ra quá trời, nãy chú vui nhiều chuyện, mệt quá. Tính đưa bệnh viện xong. Sao chị? Nãy giờ tính đưa hoàn cảnh sao mà chị đi theo em? Không, đưa mấy người này đi. Dạ. Em đó, đó không chạy xuống đường, anh đi. Dạ. Hoàn cảnh đây sao vậy anh? À, hoàn cảnh có cái chú này là đi xích lô á, nhưng mà vợ con người ta bỏ rồi. À. Vợ con nhưng mà có cái chuyện sớm chị thấy vậy rồi. À, chị nghe tin rồi chị phụ, bây giờ nhà mấy anh còn một bạn giúp giùm cho ảnh. À. Rồi tại sao mà con cái bỏ giáo vậy? Thì đuổi ông đi mà. À, đuổi ông đi luôn rồi giờ ông đau bệnh quá đi, không có nhà cửa, không mà con cái đuổi đi kìa, ông muốn phòng trọ. Rồi ổng bệnh về phòng trọ người ta không có cho ở, là không, vợ ổng cũng cho ở, đuổi ông ra luôn. Là hai là người vợ với mấy đứa con là đuổi đi luôn. Dạ. Con cái đồ đông không anh? Ổng có mình một đứa con gái gì đó em không biết, nhưng mà có đứa gái. Có đứa gái giờ, lớn tuổi không anh? Nhỏ đó này cũng con ổng này nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi gì nữa. À, những cô chú này là cũng là cũng đạp xích lô chung à, rồi này kia thấy ổng từng nghiệp ổng đó, đạp xích lô chung là thấy là cũng con à. Em nghe nói hình như là mình đang gom góp là cho ổng. Đúng rồi dạ dạ, thì em ra là em đang đây còn gom góp được, là người ta cũng nói cái mấy người kia cũng cho góp được là mấy xích lô nữa là cũng được là 3 triệu mốt. À. Đó, nhờ mình nhờ anh nữa thì ví dụ giờ ổng vào ổng nhập viện là này kia để cho ổng hết bệnh, ổng mừng lắm. À, trời ơi, thì mấy cô chú ở đây người làm nghề tự do nhưng mà thấy một cái người mà hoạn nạn bệnh cũng không có bỏ được hết. Đúng rồi anh. À. Cái xích lô đại là với cái dàn xích lô luôn, dạ mấy ổng đi chợ mối chợ đồ đó. À, rồi mấy ổng cũng về. Con quay là con quay bà con ở đây đông lắm hả? Đó rồi này kia rồi mới gom góp là ông được người 50-100 về làm hỗ tâm. Dạ, rồi ai có xin được. Rồi em có xin mấy người kia nữa, mấy người nào này kia cho đó ở dưới nhà đó. Rồi người 500, rồi 200. Thì bình thường cái là người chú là trực tiếp ở đây luôn hay là? Ở đây luôn. Ở đó giờ ở đây. Ở đây luôn mười mấy năm rồi. À, để em hỏi vòng vòng nữa ha. Rồi. Rồi máy có chạy không đi? Là chú hồi đó là chú cũng thường xuyên chạy xe xích lô với cái chú mà bị bệnh hả chú? Chạy chung, anh em chạy chung. Là chú thấy cái chú đó là có vợ con gì bên cạnh không? Thì nó nói rồi đó với vợ, không biết thôi vợ ai biết đâu, nó nói vậy thôi chứ mình cũng ít có hỏi tới gia đình không? Là chạy xích lô vậy là có ở trọ hay là ở đâu hay là người? Trên mỗi hoài nè. Ở ngủ trên xích lô luôn hả chú? Ngủ đây luôn. Ờ, ngủ ở đây luôn. Còn là ngủ lợn không mà, là ngủ ở đường, ngủ ở đường không? Dạ, dạ, ngủ ở đường thôi. Đây thì chia sẻ của bà con cô bác, thì ở đây là người chị của cái chú mà chạy xích lô mà đang bị bệnh đó mà cô bác. Thì trong gia đình cô với chú là chỉ có hai chị em thôi. À, bà mẹ 80 mấy tuổi. Người mẹ 80 mấy tuổi. Về ăn ở thăm nhà. À, phải nuôi về, ai nuôi về. Là cô là người hiện tại đang nuôi cô. Dạ, cũng mướn nhà trọ. À, đang mướn nhà trọ. 16. Dạ dạ. Thấy thương quá. Rồi cô với cái người em là có ở chung không? Dạ không, mà đó giờ nó có vợ, nó ở với vợ nó rồi, giận lộn sao tôi thấy ra đây tôi mới chạy ra tôi hỏi. Thì nói em với nó giận nhau, có đứa con gái một mà. À, có người con gái lớn không cô? Nó đi học lên là lớp 12, vợ nó lo, nó cũng nhìn ba nó. Không nhìn ba luôn. Thấy ba nó khổ, nó đâu có nhìn được chú ơi, đời giờ có tiền người ta nhìn chứ khổ sở sao nó bỏ dơ đó. À, thấy ba khổ quá thì không có nhận ba luôn, bỏ luôn. À, bỏ ba luôn, về theo lẽ bệnh vậy, về chứa nó mấy ngày cũng đỡ không chứa, đuổi nhỏ chạy ra đây rồi tôi mới hay mấy chú đây vô cho hay tôi bán chợ tôi mấy số. Cô hằng ngày đi bán với số? Ngày bán có 100 tờ đủ xây sở gia đình, còn như chồng tôi ông đó chạy xe ôm như tỷ có thì bỏ ống vô chăm rồi để dành trả tiền nhà. Dạ. Còn không có thì không có bỏ. Bây giờ chị em cũng đâu bỏ được hả cô ha? Giờ sao bỏ được, giờ tôi cũng phải nuôi nó chứ ai đâu nuôi. Chị tỷ là người dân nuôi phải mướn tiền 400-500 tiền đâu mướn. Còn chị tỷ chị em kệ đi.
mất quá chừng dài tuần nó cũng thấy hết bệnh hơn, để chờ tôi bệnh hoài cho chúng. Dạ, thấy thương quá trời. Giá trời, giá Phật, giá mẹ Quan Âm nó phù hộ độ cho em mình hết bệnh. Rồi nó mạnh giỏi thì nó ở với mấy anh em đây rồi có gì người ta cho hay, hay là mình lâu lâu mình chạy mình thăm hay vậy chứ, chứ nhà cửa nó không có chứ. Dạ, không có nhà cửa, ở nhà ngủ ở xích lô luôn. Ngủ xích lô vậy đó, còn tôi thì nhà trọ luôn mẹ, chứ mẹ tôi bỏ ngoài đường rồi chết sớm luôn. Dạ, chú tám dạ. Mấy tuổi rồi đi lụm khụm rồi chú ơi, hồi đó cũng đi bán số, tôi giờ cũng đi bán số chứ hai chân cũng nhức lắm. Chân cô cũng bị nhức ha. Dạ. Rồi cô chú bạn đồng nghiệp của em của cô là mới liên hệ cô. Dạ, liên hệ. Nói tình trạng của em của cô là dạ. Như vậy ha. Phong cũng hồi nãy ghi hình nhưng mà cái mic nó bị hết pin đó bà cô á. Thì Phong cũng bây giờ nói chuyện trực tiếp ở bên ngoài, nhưng khi cái tiếng nó không có ổn định á, ông bà cô bác cũng thông cảm cho Phong nha. Thôi bây giờ cô dẫn con qua thăm người em của cô ha. Thôi đi con. Đây là người chị cũng cầu cứu một đứa em của mình. Dạ, chào chú ha. Chú bệnh như thế nào vậy chú? Đau. Bị đau quá ha. Đau quá. Còn chú trò chuyện với con một tí đi rồi con cũng xin mạnh thường quân ít tiền để cho chú đi bệnh viện ha. Chú gắng cố gắng ha. Chú tên gì, bao nhiêu tuổi vậy chú? 83 ha. Dạ. 63 tuổi. Chú 63 tuổi ha. Chú tên gì? Tên Nguyễn Văn Triệu. Dạ. Nguyễn Văn Triệu. Nguyễn Văn Triệu. Chú có bảo hiểm gì chú? Chú bị gia đình hấp thủy á. Dạ. Chú vào rồi thấm nãy là 40 mấy năm rồi. Vợ con không có nhìn nữa. Sao vợ con chú không nhìn chú? Không, mình không hiểu sao. Lúc mình ra làm ăn được á thì cái gì cũng được, lúc mình thất bại rồi cái bỏ mình luôn. Nhờ hai chồng ở ngoại nha giúp đỡ giùm. Lúc làm ăn được thì là trường hợp về đây không có. Thôi chú cố gắng đừng xúc động ha. Thấy ông bà cô bác thấy cái miệng của chú còn máu rất là nhiều luôn á. Chú mệt bao lâu rồi mà chú không đi khám bệnh? Chú ơi, thấy tới lại hoài. Mấy anh mấy chị này là cầu cứu tới con đó. Thấy thương quá. Chú không biết chữ gì luôn hả? Phải một người đàn ông trụ cột gia đình, lo vợ lo con. Tới lúc mà bệnh rồi vợ con thì đuổi đi. Bây giờ là phải chú ngủ ở một cái chỗ mà công viên nè ông bà cô bác. Trời ơi. Tối chú kéo cái này lên chú chùm lại chú ngủ luôn hả? Rồi mũi nó cắn chú sao? Thì có cái cuốn này cho cho dầu bớt mũi, lấy dầu rồi cho ha. Lấy dầu quá trời luôn. Chú thấy trong người nó khó chịu dữ không? Bây giờ phải đưa vô bệnh viện quá, coi này gặp chết chứ không nổi đâu. Sao mà chú nghĩ là mình chết chứ không sống? Yếu quá, yếu hay có tại cầu cứu vô bệnh viện mấy chú rồi. Dạ, phạm một thật đó chú. Bây giờ nằm ở đây rất chết. Chết. Dạ, sao anh? Hôm qua là ổng nói là chắc chết, chịu không nổi. Ối ra máu luôn. Hôm qua ối ra máu ha? Ối nhiều không? Nhiều, nhiều. Giờ sáng ngày nào cũng vậy, là giờ bị cái ối ra máu, ăn không được. Bây giờ hôm qua em mới thấy thương. Nói là dân kiếm người cứu, nhưng giờ tôi chết, năm tôi chết. Bây giờ mình thấy thương luôn. Dạ, dạ. Hôm qua hôm nay là anh xin ở đâu mà được 3 triệu? Thì vợ em là xin trong sớm á, rồi người này góp người kia góp ở nhà cho nữa. Rồi với xích lô gọc, ổng bán cho xích lô 500 ngàn nữa. Rồi nấp vô nó dán coi tụ. Bán gì 500 ngàn anh? Xích lô. Bán cho xe xích lô 500 ngàn? Ờ. Là ai bán? Cái này à.
là chú này bán sao để mà kiếm tiền để chữa bệnh rồi em gọi em có nói chú này chiếc này của ai, chiếc này là của công này chứ mà cho người giùm còn mới bán cho ông kia đó là 500 đó, rồi tại vì bây giờ thôi em có nói thôi giờ bán đi cho nào hết bệnh đó mình có cái đồng tiền thì anh em mình sẽ giúp vô, ví dụ giờ người giúp đỡ cho ông sắm lại chiếc xích lô. Trời ơi thấy thương dữ vậy trời đó. Trời có chiếc xe xích đô để kiếm chén cơm thôi mà bán 500 ngàn. 500 ngàn bác Sắc Dũng là chiếc xe này đây à, đúng rồi trời ơi nãy giờ tưởng đâu chiếc xe này của chú này con này hồi nãy trời mưa á ngủ lên này kia cho ổng từng nghiệp rồi em mới nói hồi giọng bán đi rồi để tôi công gấp người nào thiếu đưa anh vô bệnh viện. Ông nói giờ chết quá Hải ơi mà em cầm đồng không được luôn. Trời ơi nghe nói thấy thương quá trời luôn. Thì anh sao anh giúp cho con chồng em... Anh là chỉ một người xa lạ thôi mà anh thương cái gì? Thì em có nói em giúp được không? Em ăn một tháng. Dạ. Cái người đàn ông chỉ là những cái người mà buôn bán rong với mà bán vé số với chạy xích lô chung thôi đó ông bà cô bác. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà họ thương yêu lẫn nhau khi mà có xảy ra những cái sự cố, những cái trục trặc trong cuộc sống á, họ đùm bọc lẫn nhau. Ngay cả chiếc xe xích lô của cái người chú này ông bà cô bác nó cũng mục hết trơn rồi, nó cũng cũ hết rồi, phương tiện để kiếm chén cơm của chú nè, nhưng mà bây giờ là chú cũng bán lại cho cái người chú ở đây. Dạ dạ bán cho ông chú bên kia manh là bán cho chú 500 ngàn. Rồi, cái bán cho chú này 500 ngàn. Là cái chú đang bị bệnh nấu ra máu là bán cho chú 500 ngàn. Chú thấy sao? Thấy vậy nhưng mà chú thấy mà bây giờ là người ta bệnh người ta bán với xích lô nào cho chú 500 ngàn rồi chú thấy sao chú? Thì chú cũng vậy thôi chứ sao giờ. Chú lấy giùm hay là như thế nào? Chú lấy giùm. Hiện tại là chú có xích lô không? Có. Cũng có luôn nhưng mà lấy giùm. Chỉ là lấy cho có để mình có đồng tiền mình đưa cho chú đi trị bệnh hả chú? Đúng rồi. Giờ này hãy vừa giờ ông này cũng nói hồi sáng này nói thôi giờ á giờ đây giờ ông lấy 500 ngàn rồi giờ giờ nào ông ra hết mình á thì ông lấy vợ vậy. Nếu như mà chú hết bệnh đó mà sau khi hết bệnh xong rồi không có tiền trả chú thì chú có cho chú lại không? Cho chứ trời, cho luôn à, trời quý quá anh em không mà chứ đâu anh em cấm về chứ luôn mà. Vậy cho tính ra là chú là giữ giùm chú bị bệnh thôi đúng chứ rồi. Thấy thương chú, cảm ơn chú trước nha. Thấy mình mẩy tay chân chú cũng lớn tuổi với cũng ốm yếu mà. Sống cả buổi đời, là buổi đời luôn. Dạ, cũng xích lô buổi đời luôn. Buổi đời đại vợ con chia tay rồi. Dạ, dạ. Thì trong chương trình của kênh YouTube Phong Nguyễn con á, chú có cái mong ước gì cho người chú mà đang bị bệnh ối ra máu không? Thì con giúp đỡ thì quý rồi. Chú thấy mạnh thường quân giúp đỡ là đúng không? Dạ. Đúng rồi. Dạ đúng ha. Con cũng thay mặt bà con là chúc chú nhiều sức khỏe nha. Để con qua trò chuyện với chú một tí. Cảm ơn anh nhiều, thấy anh tấm lòng quý quá. Hiện tại thì nói thiệt với ông bà cô bác thương á, thì chú cũng đang chờ đợi để có tiền đi bệnh viện đó ông bà cô bác. Chứ bây giờ mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú ở đây á thì giúp thì giúp cũng trong cái khả năng và trong cái phần nào thôi, chứ bây giờ chú cũng đâu có biết như thế nào đâu. Gia đình vợ con thì hất hủi đuổi ra trong cái lúc mà không có tiền, còn bây giờ là tiền nằm bệnh viện là chú không có biết chữ, không có giấy tờ gì hết trơn, không có bảo hiểm nữa, nên là cái vấn đề có thể là cái chi phí nó hơi cao một tí đó mà cô bác. Nhưng mà cái tính mạng của một con người thì mình cũng phải giống như là phải biết cái tình trạng của chú khám coi như thế nào để có hướng điều trị á chú. Chú đừng có bi quan nhiều quá ha. Thấy chú buồn quá à. Đau ha. Đau. Sáng giờ chú ăn uống gì chưa? Nước không. Uống nước thôi ha. Ối ra máu rồi chú, lúc trước là chú có bị lao phổi không? Mà chạy xe rồi nó cũng bị bệnh này bệnh kia. Dạ. Nó chạy xe nó cũng bị bệnh này bệnh kia, giờ nó lớn tuổi rồi. Dạ dạ. Nặng quá. Dạ. Sao chú biết là bệnh nặng? Nó người nó khó chịu, ngủ không được.
mà ăn cũng không được, chỉ uống nước không à. Ngủ không được, ăn không được. Ờ, thôi mà ăn gì vô chút xíu thôi, đừng một muỗng hai muỗng được đâu. À. Bây giờ chú có đi về nhà nhưng mà vợ thì không chấp nhận luôn. Đủ rồi. À. Trong túi chú giờ còn đồng nào không? Không còn đồng nào hết à. Quê chú hồi đó giờ ở đây là ở đâu? Ở quận 8 mình. Quận 8 hả? Không có nhà cửa gì hết trơn. Nhà bán hồi năm 80. À, nhà vậy bán là, năm 80. Gia đình nghèo quá rồi đi còn ở đây nó mướn không? Dạ dạ. Thì cái người này là chị của chú hả? Nghe chú bệnh bà con thông báo là chưa, là cô mới qua đây ha. Dạ. À. Rồi. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hình như là cũng gần đây đó chú. Cái này chắc nhờ chú nhờ với chú xe đầu ôm nào đó, chở chú đi. Dạ. Chở xích lô luôn. Cũng phiên góp cho anh em đồ cho dạ, này chú đó đó. Dạ. Ờ, là chú mấy chú chạy xe đưa xe xích lô này là chở ông đi luôn. Là có tiền là chở đi luôn. Không có mà giúp góp mình vào cho ông có tiền này kia là ông này cũng nói hồi giờ anh em nào ta bệnh hay dùng người nông ông thảo 50%. Không có gì ít người kia ít nhiều mà mấy chú mới gom lại. Ừ, mà nãy là tính đưa đến đó rồi tại thấy mệt quá rồi bây giờ đấy tại vì đang lên thì vậy kia dạ, dạ. Là... vậy là nãy giờ mấy anh chị cũng đang là chờ đợi gấp rút để thôi em lên ghi hình có được đồng nào nữa để chở chú đúng đi rồi. Ha bây giờ nãy em có trong đây thì gì rồi em cũng gom được là 3.1 triệu rồi quý quá trời em còn giữ trong đây nè là gom được là 3.1 triệu đó đông là... không anh đông à. Không mà anh gom được số tiền lớn vậy là có trong ở trong xóm nữa rồi gia đình nữa rồi trong xích lô nữa à. Đó, em vợ là cái kia là 3.1 triệu là đưa cho anh dạ dạ đó là 3.1 triệu 3.1 triệu này là vừa gia đình lối xóm rồi những anh em xích lô vừa bán giấy số nữa à, quá trời quý luôn dạ rồi đó tại vì ông có đập xích lô mà ông có tiền ông cũng là hai khổ đồng cái người ông cũng cho ông cũng à, nói chung là lúc trước là chú có tiền thì ai khổ khó khăn thì quy giúp qua giúp lại qua giúp lại à. Là vậy bây giờ là trong anh em nào người ta cũng quý lắm đó là vậy à, giờ trong cái lúc cấp bách rồi với chú cũng đang mệt đó thì chắc em cũng thu xếp để gửi cho chú ít tiền thôi dạ. Nếu cô bán nào có thương á thì em lên dạ. Tiếp xúc thêm dạ. Chứ bây giờ nhà anh gì đó giúp đỡ cho dạ. cho anh để cho chứ em mà hồi tối này em cũng đầu lắm dạ với giấy tờ không có gì không cho nữa bây giờ em rộng vậy đó giấy tờ không có bây giờ em mới sợ này kia đưa vô bảo hiểm cũng có không nữa có luôn bây giờ vô đó là tiền không đó nhưng mà ví dụ giờ mới nhờ mấy anh vô đó ví dụ giờ mình nói ví dụ giờ mà vô này kia ví dụ nói người ta bác sĩ người ta cũng giảm cho chút xíu cũng được dạ dạ thôi cái đó thì nói cô á vô trong đó mình cũng trình bày cái hoàn cảnh mình khó khăn sao đó với vô phòng công tác xã hội á mình nói người ta để trong đó là có cái hướng mà giúp đỡ với miễn giảm cho mình tại hầu như bệnh viện nào là bên phòng công tác xã hội đều có hết dạ thằng chú không khóc nữa buồn quá mà vợ con phụ tình lúc trước ông có bệnh rồi mà ông tại vì là thấy gì dạ thấy gì là cũng nói là về xong rồi bắt đầu cái cũng anh em cơm góp rồi cứ mua thuốc uống rồi đi khám bệnh còn cũng đi khám rồi đầu cái ông có vậy đó rồi từ ông bị chúng ta tới năm rồi luôn á mà tại ông không có biết dạ bây giờ là ông bây giờ là bị nặng luôn đó tại vì ai cái lô người ta cũng được bỏ được kiếm từ đồng giờ người ta góp được như ta góp rồi ai rồi làm bảo tâm bị ối da máu này có thể là bị lao phổi á chắc vậy quá em lao phổi em sợ là ví dụ giờ một là bị cái đường ruột em sợ là bị ung thư đường ruột hay không biết nhưng mà để vô nhập viện rồi này kia nhờ chú vô này kia đưa vô cho ổng vô đó. Dạ dạ bây giờ ông nói ông khám là bị nhiều cái chứng bệnh lắm à. Biết thì luôn nhưng mà ông không có tiền mà ông đi khám thôi đó. Bạn không có tiền đâu dám đi khám dạ đúng rồi đi khám là lòi ra nhiều bệnh rồi không biết với lại một cái là ông cũng
là không có giấy tờ, không có bảo hiểm. Bây giờ người ta mới là đẻ ra tiền người trợ được chưa? Đó là đó mới cộng đồng này giúp đỡ cho chú. Gặp cái bệnh hoạn mà vợ con mà không có bên cạnh nữa là quá trời khổ rồi. Chứ giờ anh thương anh giúp được phần nào đó với cũng đâu phải là giúp hoài cho chú được. Chứ ai cũng có cần cái chén cơm để lo cuộc sống với lo gia đình nữa. Chứ em thấy anh với mấy cô chú vậy là quý dữ lắm rồi. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Đó giờ anh nhờ bà mẹ là giúp cho chú. Dạ. Thôi cảm ơn anh nhiều ha. Ông làm được cũng chết không. Dạ. Thôi chú cũng lạc quan lên nha chú. Biết đâu rồi cô bác trên kênh chú con á, xem rồi thương chú rồi giúp chú đi trị bệnh, hết bệnh đi làm kiếm chén cơm nữa. Chứ giờ vợ con mình không có quan tâm, không lo mình thì mình chịu thôi chứ biết sao giờ chú ơi. À, chú ở này cũng thương chú nào qua nè. Dán về đi rồi chuột chiếc xe lại mà đi ba đi chạy xe ba ghé ba xích lô tiếp rồi chú. Yếu quá trời à. Thì thôi bữa nay là con đi xuống thăm chú ha. Nhưng mà cái nguồn quỹ kênh của con cũng còn khá là ít. Nhưng mà thấy cái trước cái một cái tính mạng của con người á, thì con xin phép là chú của con là bên Mỹ là chú Nguyễn Thanh Tường để hỗ trợ chú 1 triệu ha. Dạ của chú Nguyễn Thanh Tường con gửi cho chú ha. Cái bên cạnh đó thì con cũng xin phép là bà Phạm Thị Bạn ở Bình Chánh á là gửi cho chú là 500 trị bệnh. Với con cũng xin phép là anh Khánh chị Liễu ở bên Úc á gửi tặng cho chú là 500 nữa ha. Yeah. Để tiếp tục thì con cũng xin phép là anh Di Thái chị Thu Hà ở con bên Mỹ là gửi tặng chú là 500 nữa. Với con cũng xin phép là gia đình của cô Huệ Tịnh ở Lai Dung Đồng Tháp gửi tặng chú 1 triệu ha. Với phần quà sau chót á, thì con cũng xin phép là chị hai của con là gửi tặng cho chú là 1 triệu đi ha. Đây 1 triệu của chị hai con. Thôi trước mắt thì con cũng xin phép quý mạnh thường quân kênh của con á, thì quên nó còn cô Chánh nữa, để con xin phép cô Chánh của con ở bên Mỹ đó ha, cô Chánh của con gửi cho chú 500 nữa ha. Ở trước mắt thì con cũng xin phép quý mạnh thường quân gửi cho chú bao nhiêu đó đi tiến hành đi khám bệnh gấp nha chú. Chứ giờ là miệng mồm chú cũng bây giờ cũng máu không à, cái sức khỏe làm sao cũng chưa biết, cho chưa khám bệnh. Tôi không có lời gì hơn, không cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho tôi. Bây giờ qua tầm khó khăn này, thoát chết rồi người cũng làm lại nhớ mãi mãi trong suốt đời của tôi, lỡ cậu vô tên gì. Dạ, chú có nói đi. Cậu tên gì? Dạ, con Phong Nguyễn. Nguyễn, cảm ơn cậu. Dạ, dạ. Nhà cậu đã cứu sống rồi, không có cậu rồi, chắc tôi cũng chết rồi. Không, cái này là tiền của cô bác Mạnh Thường Quân đang cố gắng cứu chú á. Chú cũng dán nguyện cầu nguyện chờ Phật ha. Thì dán đi cũng mong ông bà cô bác cũng thương cho người chú ở đây. Thấy chú cũng rất là thương bà, cô bác có chiếc xích lô là cái tài sản duy nhất của chú thôi, nhưng mà chú bán là cũng 500 ngàn, bán là để đi chữa bệnh đó bà cô bác. Thì thôi bây giờ mấy anh chị thu xếp giúp em ha, chở ông đi. Dạ. Rồi thôi mấy anh giúp giùm em ha. Rồi cảm ơn anh này kia em. Dạ em cảm ơn các phần mạng mà có gì có phần quà nào đó thì em đi lên thăm chú tiếp. Dạ. Mong cô bác cho em cái cơ hội đó. Dạ. Em bây giờ là anh mãi mãi là anh làm được nhiều hoài là cho mấy người mà có khó khăn.
dạ. Giúp đỡ cho người ta. Mấy anh cũng bỏ công sức tiền bạc đồ cũng này là quý lắm rồi. Dạ. Có người mẹ, người chị của chú ở đây cũng thương ship. Rồi thôi mấy anh giữ gìn sức khỏe rồi, luôn. Cảm ơn anh nha. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chị ha. Bây giờ những người chú lớn tuổi ở đây cũng thu xếp để chở chú đi vô bệnh viện Phạm Ngọc Thạch không bà cô bác? Dáng cố gắng hả chú? Chú này là chở đi là không có lấy tiền luôn đó không bà cô bác? Quá trời quý luôn cái tình bà con, cái tình mà của người dân Việt Nam luôn mà cô bác. Từ ở đây mà chạy bên bển là cũng rất là mệt luôn á, nhưng mà giống như đồng nào đỡ đồng đó, rất là quý luôn. Rồi thôi em chào chị nha. À, để có cái thông tin gì á thì em cập nhật cho ông bà cô bác thêm. Rồi, em chào anh. Chào anh, cảm ơn anh. Dạ, con chào chú luôn nha, cảm ơn chú nhiều. Đây ông bà cô bác bây giờ là gia đình là có chị của chú á, là nhờ xe để chở đi theo để nuôi người em ông bà cô bác, nên ông bà cô bác cũng yên tâm ha. Thì mặc dù á, là vợ con của chú đã bỏ chú, không lo lắng cho chú, nhưng mà còn cái người chị á, người chị gái 60 mấy tuổi rồi sẽ là người trực tiếp vô bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ lo cho người em. Còn cái chú là đồng nghiệp của chú ở đây á, là đang thu xếp để chở chú vô bệnh viện. Ông bà cô bác thấy cái công việc này cũng khá là vất vả luôn á, kiếm đồng tiền đâu phải dễ đâu. Thấy chú mà đạp mà này á, là lúc mà chú chưa bệnh á, thì cũng chú cũng giống như chú này á. Đạp mà khách mà nhầm khi á, là ông khách to lớn rồi ông bà khách mà to lớn á, chạy mệt lắm chứ. Cái nhầm khi là sức khỏe ngày càng lớn tuổi á, thì cũng ngày càng nó giống như là đâu có giống như ban đầu không bà cô bác. Trẻ nhầm khi sức khỏe còn ấy được, ngày càng lớn tuổi sức khỏe ngày càng kém. Thấy chú ngồi thấy thương quá. Đường thành phố thì xe cộ tấp nập hết trơn. Rồi đi nha chú.